năm nay vui hơn năm qua. Phúc lộc tài về với muôn mọi nhà, tay trong tay anh và em đây vui ca. Hạnh phúc đông đầy lại ngày Tết sum vầy. La 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 la. Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay bên cạnh Vân Anh là một khuôn mặt tuy xa mà gần, tuy lạ mà quen. Thưa quý vị, Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị lần đầu tiên sự góp mặt của anh Huy Triệu. Anh là General Manager của hệ thống siêu thị Thuận Phát tại Hoa Kỳ. Trước hết, Vân Anh xin chào anh Huy. Xin chào Vân Anh. Xin chào tất cả khán giả của đài TV VNTV San Diego. Anh Huy, anh em mình làm việc với nhau rất là lâu rồi và siêu thị Thuận Phát cũng đã góp mặt tại San Diego của chúng ta đến đây là 11 năm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Huy mới đến với quý khán giả của San Diego, phải không anh? Đây là một sự chậm trễ. Nhưng mà thật ra thì rất là hân hạnh hôm nay được đóng góp và góp mặt với Văn Anh trên đài để giải thích về chương trình chợ Tết của siêu thị Thuận Phát tại San Diego. Vâng, thưa quý vị, tưởng cũng nên nhắc lại, quý vị cần nhớ là cách đây 11 năm, đó là vào tháng 12 năm 2008, phải không anh Huy? San Diego của chúng ta đã rất là vui mừng để mà chào đón sự khai trương của siêu thị Thuận Phát tại San Diego, phải không ạ? Trước hết thì anh có thể cho quý vị khán giả được biết là hệ thống siêu thị Thuận Phát của chúng ta được cái đầu tiên được thành lập bắt đầu từ năm bao nhiêu và cho đến ngày hôm nay đã có bao nhiêu siêu thị ở khắp nơi thưa anh? Hệ thống siêu thị Thuận Phát thành lập năm 1993 tại Mentry Park. Tới nay, qua 26 năm, mình đã có 15 chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Ở Cali là 11, sau đó là có 2 chi nhánh ở Nevada, Texas. Và tháng 6 năm nay, siêu thị Thuận Phát cũng mới giờ khai trương một chi nhánh ở Portland, Oregon. Wow! Chúc mừng cho sự lớn mạnh của siêu thị Thuận Phát, hệ thống siêu thị Thuận Phát tại khắp nơi. Và điều đó nói lên rằng cộng đồng người Á Châu nói chung cũng như là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đã phát triển ở khắp nơi, phải không ạ? Đặc biệt là tại San Diego của chúng ta cũng như vậy. Vân Anh còn nhớ cái đây 11 năm khi mà tham dự cái hôm mà khai trương của siêu thị Thuận Phát San Diego thì Vân Anh thấy là mọi người tại cư dân San Diego của chúng ta, đặc biệt là vùng Linda Vista, rất là vui mừng. Thưa quý vị, vì sự góp mặt của siêu thị Thuận Phát đã đóng góp cho sự phồn thịnh của nền kinh tế San Diego, đặc biệt là cho cư dân của vùng Linda Vista của chúng ta, phải không thưa anh? Siêu thị Thuận Phát cũng cảm thấy hân hạnh đã đồng hành với cư dân người Việt mình trên toàn nước Mỹ. Sự đóng góp của tất cả khách hàng đã tạo cho Thuận Phát được thành công như ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn. Và thưa quý vị, trở lại với siêu thị Thuận Phát, giống như là anh Huy mới vừa nói, góp mặt cái đầu tiên là 26 năm và cho đến hôm nay thì Thuận Phát không ngừng phát triển. Và thưa quý vị, ngày hôm nay anh Huy đến để cùng thưa với quý vị một cái tin vui mà trong suốt những ngày qua quý vị đã thấy VNTV thông báo rồi, thì cũng Vân Anh là biết là có rất là nhiều người biết. Đó là anh Huy nhớ là chúng ta đang bước vào Tết năm mới, năm 2020. Năm nay chúng ta không phải là chỉ có đón năm mới không mà chúng ta đón một cái thập kỷ mới nữa, phải không anh? Dạ vâng. Thì trước hết thì trước thềm năm mới thì Vân Anh cũng xin chúc cho anh Huy cũng như là hệ thống siêu thị Thuận Phát có một cái năm mới 2020 thành công hơn và bận rộn hơn. Dạ. Thật cảm ơn lời chúc của Vân Anh, khi cũng đại diện cho hệ thống siêu thị Thuận Phát. Chúc Vân Anh, tất cả các khán giả của đài VNTV một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn, mọi sự an lành. Và cái sự thành công ngày hôm nay chắc chắn đó là do những người khách hàng của Thuận Phát, phải không anh? Vì có những người khách hàng Thuận Phát ủng hộ Thuận Phát, tin tưởng Thuận Phát thì càng ngày Thuận Phát mới càng phát triển, phải không ạ? Cũng vì điều đó, Thuận Phát cảm thấy không riêng những cái việc làm buôn bán làm ăn, nhưng mà bây giờ là đến lúc mình phải dấn thân. Mình cảm thấy những cái nhu cầu của địa phương có cái gì mình có thể đóng góp được. Do đó lần này làm cái chợ Tết là mình có nhiều cái điều kiện thuận tiện về địa điểm, về hàng hóa, về bãi đậu xe để giúp bà con khỏi đi xa. Những cái gì cần thiết mình có thể phục vụ được.
Wow, rất là vui. Thưa quý vị, cũng như anh Huy, mỗi khi mà Tết Nguyên Đán đến thì cộng đồng người Việt của chúng ta ở khắp nơi đều đổ xô về Little Sài Gòn, gọi là thủ đô của người Việt tị nạn cũng như là cộng đồng người Á Châu, và đặc biệt là người Việt của chúng ta tại San Diego cũng lên trên vùng Orange County rất là đông để mua sắm Tết, mua hoa, phải không anh Huy, mua hoa mai, hoa đào, và đặc biệt hơn nữa là để nhớ lại cái không khí tưng bừng đi chợ Tết của Sài Gòn của chúng ta trước 75 ngày xưa. Vân Anh biết là cá nhân Vân Anh cũng như là rất là nhiều cư dân của San Diego đã từ lâu thầm ao ước là San Diego của chúng ta cũng sẽ có một cái chợ Tết để chúng ta không có phải đi xa. Và thưa quý vị, niềm mong ước của chúng ta đã thành sự thật. Cảm ơn ban giám đốc của hệ thống siêu thị Thuận Phát rất là nhiều. Và sau đây thì anh Huy cũng như là Vân Anh sẽ cùng chia sẻ với quý vị những cái chi tiết về chợ Tết lần đầu tiên tại San Diego của chúng ta sắp tới. Xin anh Huy có thể cho biết thời gian cũng như là những cái chương trình của chúng ta trong ngày hôm đó. Dạ. Thì chương trình chợ Tết năm nay sẽ được chuẩn bị cho 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật 17, 18, 19 của tháng Giêng năm 2020. Những gian hàng sẽ được sắp đặt ngay trước tại trước chợ để lúc nào phương tiện di chuyển cũng được thuận tiện. Tại vì cái bãi đậu xe của siêu thị Thuận Phát là một cái nơi rất là trung tâm của San Diego, phải không anh? Yeah. Mà cái bãi đậu xe của chúng ta cũng rất là rộng rãi cho mọi người đến tham gia. Anh có thể cho biết là từ cái lúc mà ban giám đốc có cái tư tưởng mà làm cái hội chợ Tết cho San Diego cho đến ngày hôm nay là bao lâu không anh? Hiện giờ thật ra trong cái thời gian mà mình chuẩn bị rất là ngắn ngủi, yeah. Hình như chỉ chừng một tháng thôi. Yeah. Thành ra bây giờ thì mình có cái vui là hứng khởi để chuẩn bị cho cái chương trình Tết. Nhưng mà thật ra mình cũng còn lo âu, không biết mình còn thiếu sót gì. Thành ra vấn đề này hy vọng mọi người đóng góp một bàn tay, phải không anh? Yeah. Hoa Kỳ là xứ sở gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cho nên đó là cái nét đẹp mà không có ở đâu có được, phải không anh? Yeah. Vân Anh được biết là anh Huy cũng như là ban giám đốc, những người mà trong ban tổ chức cho biết chương trình chợ Tết của chúng ta rất là đặc biệt, thưa quý vị. Ngoài việc chúng ta đi mua sắm sẽ có đầy đủ các loại hoa, phải không anh Huy? Yeah. Năm nay là hoa nhiều lắm, phải không? Hoa nhiều lắm. Thứ nhất là siêu thị Thuận Phát đã có nhiều kinh nghiệm về chuẩn bị cho ngày Tết, hoa, bánh trái, thành ra bà con yên tâm. Tức là quý vị biết không, chúng ta mà đến với cái chợ Tết tại ngay chỗ siêu thị Thuận Phát, ngay parking lot bên ngoài, quý vị sẽ yên tâm là chúng ta có đầy đủ những cái mặt hàng mà cần thiết trong cái ngày Tết của chúng ta. Và bên cạnh đó quý vị biết không, sẽ có một cái sân khấu rất là lớn với chương trình văn nghệ rất là đặc biệt, quý vị ơi. Vân Anh được biết là tối thứ 6, nguyên ngày thứ 7 và ngày chủ nhật, chương trình văn nghệ gồm có sự góp mặt của rất là nhiều ban nhạc người Việt Nam của chúng ta được mến mộ tại San Diego, và các anh chị em ca nhạc sĩ rất là thân quen của chúng ta tại San Diego. Bên cạnh đó anh Huy, Vân Anh cũng được biết là các anh chị trong ban tổ chức cho biết là có những cái màn đóng góp của các sắc dân khác nhau. Yeah. Thí dụ như là người Việt Nam, người Thái Lan, người Tây Ban Nha, những cái vũ khúc dân tộc của người Tây Ban Nha rất là đặc biệt, rất là khởi sắc, thưa anh. Yeah, thì ngày thứ 7 lúc 11 giờ mình có chương trình đốt pháo và múa lân. Yeah. Không biết là mình có lì xì không anh? Tết là phải có lì xì, không biết là mình sẽ có những cái rất là đặc biệt. Thưa quý vị, Vân Anh được biết cô Maggie là manager của siêu thị Thuận Phát tại San Diego cho biết là sẽ có những món quà rất là đặc biệt dành cho quý vị đến tham dự trong 3 ngày chợ Tết, rất là bất ngờ. Yeah, sau khi mà mình khai mạc thì nhất định là sẽ có lì xì cho các em bé. Quý vị ơi, quý vị mang các em đến sẽ có rất là nhiều trò chơi, và đặc biệt là như là anh Huy mới chia sẻ là ban giám đốc của siêu thị Thuận Phát sẽ có rất là nhiều những cái đặc biệt để cho các em vui xuân. Và bên cạnh đó thưa quý vị, chúng ta sẽ có những cái quầy hàng thức ăn. Yeah. Đến đó thì quý vị sẽ được thưởng thức, quý vị sẽ sống lại những cái buổi tối đi chợ Tết, ngồi ăn hàng ở vỉa hè.
Phải không anh Huy? Chúng ta đã có những anh chị em mà cùng đóng góp với ban tổ chức, đã có những cái quầy hàng rất là đặc biệt quý vị ơi. Vân Anh kể cho quý vị nghe nhé. Nào là nghe mà thấy thèm anh Huy ơi. Nào là có mực nướng này nhé. Rồi có hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn. Mình ngồi mình ăn hộp vịt lộn. Có mực nướng, có bắp nướng, có phở, có bánh bún bò Huế, cũng có những món ăn chay nữa anh Huy. Và đặc biệt là cũng có những quầy hàng của các sắc dân khác như là người Lào, người Trung Hoa cũng sẽ góp mặt của chúng ta. Thưa quý vị, nói tóm lại, hứa hẹn là San Diego của chúng ta sẽ có một chương trình chợ Tết rất là đặc biệt. Đương nhiên là chúng ta tổ chức lần đầu tiên thì sẽ có nhiều thiếu sót, phải không anh Huy? Nhưng mà Vân Anh rất là vui là vậy, tại vì ai ai cũng rất là vui mừng và cùng đóng góp với ban tổ chức, đặc biệt là với ban giám đốc cũng như là anh Huy. Rất là vui anh Huy. Nhưng mà thật ra thì thành thật cảm ơn Vân Anh và đài VNTV. Khi mà nghe Thuận Phát muốn mở chợ Tết là lập tức ủng hộ và đóng góp rất nhiều ý kiến, tinh thần. Thưa anh, thật sự ra mà nói là tụi em phải cảm ơn siêu thị Thuận Phát đã cho tụi em có cái cơ hội để mà thực hiện những công việc này. Vì thưa quý vị, VNTV trong rất là nhiều năm tháng vừa qua, cái chủ trương của chúng tôi đó là phục vụ cộng đồng. Cho nên tất cả những cái sinh hoạt gì mà có liên quan đến cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta thì anh em chúng tôi lúc nào cũng sắn tay áo để mà cùng phụ giúp với ban tổ chức. Thưa quý vị, nói đến đây thì một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị cùng góp sức với ban tổ chức bằng cách quý vị phổ biến cho mọi người nhé. Quý vị hãy nói với bạn bè cũng như là người thân của quý vị là vào ngày 17, 18, 19, tức là một tuần trước Tết, phải không anh? Chúng ta sẽ có chợ Tết tại San Diego. Quý vị nhớ đến, và đặc biệt là quý vị nhớ đến thật là đông trong cái ngày khai trương 11 giờ trưa thứ bảy. Hiện giờ chương trình Tết đã phổ biến trên mạng và qua Instagram, Facebook. Nếu được Vân Anh có gửi cái link để bà con biết. Trong những ngày tháng vừa qua thì VNTV đã thông báo rất là nhiều trên chương trình của VNTV cũng như là hệ thống social media của VNTV, và đón nhận được rất là nhiều sự trả lời của quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là trong ngày gọi là khai trương đó anh, thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái vị dân cử của thành phố cũng sẽ đến khai mạc, cũng giống như là cái ngày khai trương của Thuận Phát vậy đó anh. Thì mong là quý vị sẽ đến để mà nói lên cái sức mạnh của cộng đồng người sắc dân Á Châu của chúng ta cũng như là cộng đồng người Việt của chúng ta. Hy vọng tất cả khán thính giả hôm nay đóng góp tới dự mua sắm thoải mái và thông báo cho bà con mình tới càng đông càng vui. Thành thật cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chợ Tết Thuận Phát tại San Diego vào ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật 17, 18, 19 tháng 1 năm 2020. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin thân ái chào tạm biệt. Thành thật cảm ơn. Kính chào.